anh có gặp trường hợp này chưa? Trời ơi đẹp quá. Rồi nước lèo nước lèo trong chưa kìa, nước lèo đúng trong luôn á. Trời quá hấp dẫn luôn, đúng là phong cách làm mì của người Hoa. Chú cẩu đen. Ồ. Oh, cẩu đốm hả? Thất mì lên. Cái này cả nhà nhìn thấy quen thuộc không? Kiếm đâu hay vậy? Cái này thường hay xuất hiện trong các quán của người Hoa đúng không? Để trụng mì á cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ đến một quán người Hoa. Đó chính là quán Cẩu Ký Mì Gia. Mình đã đi ngang qua cái đường Âu Cơ này nhiều lần mà thấy quán này mỗi lần mà giấc 6 giờ cả nhà, 7 giờ là quán không có chỗ ngồi luôn. Cho nên hôm nay mình xin phép mình đi sớm một xíu là giờ tầm 4 giờ rưỡi để mình quay món ăn cho ngon cho cả nhà coi nha. Giờ thì vào quán nào. Dạ em chào anh. À, chào anh. Dạ anh, cái quán của mình tên là Cẩu Ký Mì Gia. Thì cho em hỏi là sao mình có cái tên đó vậy? Lạ quá. À, cái tên đó là tên ba mình. À, ba của anh hả? Ba. Thì bên mình là có chi nhánh khác nữa đúng không ạ? Có nằm bên là Minh Phụng á. Đường Minh Phụng cả nhà là có thêm một cái quán này nữa. Quán mình thì hoạt động là được bao nhiêu năm rồi anh? Tính đời ba anh với anh không là chắc cũng phải gần 30 năm mà. Ồ, là 30 chưa năm tính đời ông nội. Chưa tính đậu nào, phải làm nhà mình ba đời bán mì. Đúng rồi, ba đời làm mì. Sủi cảo rồi này kia. Thì bên mình là bán thì từ mấy giờ đến mấy giờ? Nếu mà ca sáng là từ 6 rưỡi tới 1 giờ trưa. Ca chiều là từ 4 giờ tới 10 rưỡi 11 giờ đêm á. À bên đây có 2 ca luôn cả nhà. Thôi bây giờ mình qua món ăn đi, anh giới thiệu cho em các món ăn bên anh được không ạ? Đây, còn đây là thập cẩm nè, mấy món này là thập cẩm nè. Thập cẩm, ôi cực kìa cả nhà. Nhìn tươi ra. Đây cực đây. Dạ. Cực gan với cá viên. Xương nè. Rồi, còn đây là gì? Xá xíu nhà làm. Trời ơi, xá xíu màu đã chưa? Bên kia là xá xíu cắt sẵn kìa. À cây xá xíu cắt sẵn đây. Rồi em thấy còn có bò viên. Có sườn, có bò viên, có cá viên. Sườn nè, sụt sườn rồi này kia nè cả nhà. Sườn non. Một tuần mình có nghỉ ngày nào không anh, hay là mình bán suốt luôn? À một tháng nghỉ 2 ngày. À ngày rằm với ngày rằm với mùng 1 á. Rồi ok, tháng nghỉ 2 ngày cả nhà lưu ý nha. Ngoài đây là những cái loại topping. Còn mấy cái món ăn á thì là có hủ tiếu mềm. Ôi ôi tốm. Tươi lắm luôn. Dạ. Tươi nghỉ ngày luôn. Dạ. Ồ hay quá hả? À ơi có phèo nữa nè anh, có món em thích nè. Còn đây là xá xíu mà họ cắt ra sẵn nè. Đó, đây là đồ cầm còn tươi luôn. Thì bên quán á là sẽ có hủ tiếu mềm. Quay. Rồi có mì vắt nè cả nhà. Hủ tiếu mì kia. Bún gạo với hủ tiếu dai nữa. Đó, rất là nhiều món. Anh ơi, phần trong đó là của gia đình mình không ạ? À đúng rồi, đúng. Có ông ở đó không ạ? Có ai? Ba của anh đó. Ba hả? Ba thấy cái tấm đây. Mấy hình này là anh thấy cái nước cầu rồi đấy cũng lâu lắm rồi. Lâu rồi, mười mấy năm á mà. Dạ. Quán mình bán cũng 30 năm luôn rồi. À gần ba. Thế là anh có gặp trường hợp này chưa? Rồi hôm nay anh cần nha. Rồi anh tư vấn giùm em món gì ngon bên mình được không? Hủ tiếu cảo thập cẩm. Hủ tiếu mì cảo thập cẩm. Wow. Thôi bây giờ vậy đi, kênh em á thì đó giờ ăn mì cũng nhiều, nhưng mà cái món hủ tiếu mềm này nè cả nhà, mình chưa bao giờ mình làm một clip ăn món trong cái tô khổng lồ, nên hôm nay em nhờ anh làm cho em tô hủ tiếu mềm đi. 4 phần hủ tiếu mềm mì cảo thập, không, hủ tiếu mềm cảo thập cẩm.
4 phần. Dạ đúng đấy, rồi. Để cho một cái tô này. Đúng rồi. Tô là 10 tô mọi người ơi. Tô là 10 tô nha. Ờ, đây đến quán xin lỗi cả nhà. Bên em à, còn tô size to hơn nữa đúng không nè? Đây sao size lớn nhất. Size lớn nhất mày. À, mỗi tô là sẽ có một cái mức giá đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. À, bên mình giá thì trung bình từ bao nhiêu đến bao nhiêu bạn? À, nếu mà bình thường á là 40, đặc biệt là 60, 70 tùy. Dạ. Tùy mình kêu món ăn. Giống như hồi nãy mình có quay một cái clip ăn no cứng bụng rồi đó. No cứng bụng đúng không? Giống như hồi nãy mình có quay một cái clip cái tô mì sủi cảo lớn á cả nhà. Mì lớn chứ, mì lớn sủi cảo á là tô đó 40.000 á. Tô bình thường. Dạ tô bình thường. Ví dụ như một phần hủ tiếu cảo thập cẩm thì bao nhiêu anh? Hủ tiếu cảo thập cẩm là 60 á. À 60 ha. Thập cẩm thì sẽ có mấy món là tim gan rồi này kia ha, gan phèo. Đúng rồi. Mấy cái món phèo cập này kia mình cũng mê ăn lắm cả nhà ơi. Hai phần hủ tiếu rồi đúng không? Hai phần rồi. Ba phần. Cái này là mình không bỏ mì hả? Dạ, ăn hủ tiếu không thôi. À, sao bỏ mì vô, mì vô nó đặc biệt á. Mì ở đây hơi bị ngon á. Thôi mày phần cuối cho em mì đi. À phần cuối cho mì nha. Dạ. Chứ nó mì là hơi bị ngon á. Dạ, hơi ngon phải không? Anh biểu diễn cái chiêu mà tung mì đó. Không được anh, cái chiêu đó phải đi ra Vũng Tàu mới tung được anh. Sao vậy? Sao phải ra Vũng Tàu? Ở đây là khách nó đông mình tập trung mình nấu cho nó nhanh thôi. À. Chứ không có biểu diễn kỹ thuật được. Biểu diễn kỹ thuật phải ăn mì thảy Vũng Tàu á. À, ở ngoài đó có bán mì thảy. Ô, một phần mì tới 3 bát luôn hả anh? 2 bát mà lấy em tới 3 bát. Nhìn anh dễ thương là cho thêm vắt luôn, khuyến mãi anh thêm vắt luôn. Chết rồi, chết rồi. Anh vô tình anh. Okay, hôm nay mình sẽ cố gắng chinh phục món ở quán cụ ký mì da này. Ủa, rồi đẹp quá. Rồi tiếp theo. Nghe nghe ơi. Thôi cái này em thấy là anh ơi, hay là thôi bây giờ anh cho em hai phần thập cẩm, hai phần cảo đi. Chứ nếu mà mình lấy 4 phần cảo thập cẩm luôn em sợ nó đầy. Nó hơi nhiều. Đó, nó nhiều nó lắm. Hơi nhiều quá. Anh nói em hai phần thập cẩm. Bỏ hai phần thập cẩm vô. Bây giờ anh bỏ 6 phần cảo vô. Đúng rồi. Để bây giờ mình lấy hai phần thập cẩm trước cho cả nhà coi cái luồng rau ăn bên đây. Phèo nè. Gan, cập, cá viên. Đó, có thịt băm nữa. Đó, có đầy đủ luôn. Có tôm không em? Có, đây à, đây có đây. Luôn hả? Rồi. Tôm tươi quá cả nhà. Đuôi xòe, đuôi xòe. Tôm này nè. Đó, rất là tươi nha. Để trong đá luôn. Cảo đây em gắp cảo vô. Bây giờ là vô sủi cảo đúng không? Đó anh thấy không, nếu mà làm 4 phần cảo thập cẩm luôn á là không thể đủ chỗ được. Không thử được đâu. Ồ. Một phần thập cẩm, một phần cảo của mình là mấy miếng anh? Một phần cảo là nếu mà cảo cẩm là được 6 miếng, hai phần là được 6 miếng á. À. Một phần là 3 miếng. Cảo không 6 miếng, cảo thập cẩm 4 miếng. Để em xếp, để em xếp. Trời ơi, đẹp quá. Đẹp quá. Rồi, nước lèo nước lèo trong chưa kìa, nước lèo đúng trong luôn á. Wow, đậu quá. Ôi rồi đẹp ra thôi quá. Trời quá hấp dẫn luôn, đúng là phong cách làm mì của người Hoa. Rồi cảm ơn em nha. Rồi ok, nóng Ô, cô làm giùm con chén chấm đi. Cô làm thì chắc là quá ngon. Chén chấm. Ồ, sao tới nhà làm. Tới nhà làm luôn á ha. Dạ, dạ. Rồi, con cảm ơn cô. Wow, đã đây chấm. Cả nhà ơi, anh chủ mới vừa thêm một mua nước lèo nữa cho mình mà mình chưa kịp quay, cả nhà ơi chắc chết rồi, cái này chết rồi. Nước lèo rồi nhiều quá. Này. Anh ơi. Anh. Rồi. Cho cả nhà coi nè. Cái tô này nó đã đầy ứ luôn, phở, mì và hủ tiếu rồi cả nhà. Trời ơi quá trời luôn. Hồi nãy lúc anh đi anh còn thêm cho em một muôi nước lèo nữa. Rồi, giấc nha. Cả nhà ơi, sẵn sàng chưa? Mì sủi cảo thập cẩm. 3 2 1 bắt đầu.
Mời cả nhà, cố lên, cố lên. Rồi ơi, cái tô này nặng quá. Rồi hủ tiếu nè. Cái này bỏ ăn mấy chiếc đôi đũa là bự bự, chút nữa nó mới ngọt. Dạ, cái này theo đôi đũa theo. Cái đũa to quá, khó gấp với chú. Dạ, cái muỗng thì vừa chứ cái đũa như đây là được nè. Đúng là hủ tiếu mềm. Cái này. Wow. Rồi. Rồi cáo chiên. Wow. Dạ. Cái này chấm với gì cô? Tương ớt. Rồi quá trời món luôn. Rồi tô hôm nay bánh sáng rồi, bánh sáng rồi. Có rồi. Có chơi nè. Wow, nước lèo vị rất là ngọt luôn cả nhà. Mình chỉ hấp nước lèo nhưng mà cái nước lèo nó thấm trong cái sợi mì, nó cũng tạo cái độ ngọt cho cái mì này luôn. Mỗi lần đi quay mình cũng chỉ mong cho quán có thêm khách thôi. Dạ. Đó. Chuyện nào? Chuyện gàn to chưa? Nóng hổi luôn cả nhà. Wow. Mì gan bột bột kết hợp thêm với lại nước chấm cay the the ở đây nữa. Ngon quá. Em phải ăn một miếng sữa cáo chiên thôi. Còn bên anh ăn anh review giùm em đi. Chứ tô này em nghĩ là em khó qua. Đây ở nhà. Lớp ngoài rất là giòn, nhưng mà cắn vào bên trong á mình đã đụng lớp thịt rồi. Ở trong xoài hủ tiếu và mì ở đây á, nó còn có thêm cái thịt thịt băm nữa. Ồ, giống như là đỏ, một món quà tặng đại tô không ơi. Dạ. Chắc toàn quá. Nó còn nóng vậy luôn mới ngon cả nhà. Em đừng quên, khi tới cậu ký mì da, em sẽ được thêm một sự trợ giúp. Cá viên chiên. Cá viên chiên này cũng cá viên chiên bị lạ lắm nha. Cá viên. Ý là nó có một cái vị ngon riêng đó nha, chứ nó không giống như những cái cá viên mà mình làm sẵn, chế biến sẵn đó. Ở đây là quán có những cái ly mà dùng một lần để mình bỏ nè cả nhà. Và trà đá có sẵn trên bàn luôn, để các bạn có thể ăn cảm giác cay hay là nóng hay là gì thì mình quất một ly trà đá vào. Và đâu đó dẫn. Mình phát hiện ra hai miếng tóp mỡ đang nằm ở trên hủ tiếu nè cả nhà. Bên cạnh đó là có hai sợi dây giống như dây xích đu á, hình thành từ sợi mì. Ăn hết thôi. Giống như sợi dây đã treo cổ em lên. Thanh niên là nhìn giống con cá chê trắng, cá chê đen trong tại du ký cả nhà. Đúng mà hấp dẫn không? Món này hấp dẫn quá ông ơi. Cái này anh ở quán họ chiên không phải là vàng mà cực kỳ giòn. Cái này em ăn và em vẫn còn thấy cái vị nó hơi mềm mà mỡ luôn á. Bên trong đây có một con tôm nè cả nhà. Đấy. Lâu lắm mình mới ăn lại món sủi cảo chiên. Từ lúc ăn cái sủi cảo bên 126 á Hùng, rồi bây giờ mới ăn lại món sủi cảo chiên. Em thì lần cuối ăn sủi cảo á ở bên quán ăn xăm mình. Ăn quay clip. Hồi nãy em đã thêm một muôi nước cho anh rồi. Em coi vậy đó, chứ nước nó nằm ở bên dưới em. Em thêm nước vào vậy là em càng thêm nó càng nở ra. Càng nở ra. Nó càng nở ra là khả năng mấy anh tập rất là cao. Đúng với cái tên của nó, hủ tiếu mềm. Hủ tiếu này anh, em ăn vào nó không cần phải nhai luôn. Tại vì nó quá mềm, nó vào trong bao tử mình có thể tự tiêu hóa luôn. Chỉ cần nuốt thôi. Đúng rồi, nuốt thôi. Yeah. Ủa em một phần sữa cáo chiên là bao nhiêu em? À, một phần sữa cáo chiên là thường là 6 con, đó là 40 ngàn. Ủa cái này em làm cho anh nhiều quá. Ăn gì em chắc là quán mời á. Quá nhiệt tình ghê. Đây như 10, cả 10 miếng luôn á. 6 là 40, thì ở đây là anh ăn mấy miếng rồi? Anh ăn 2 miếng. À vậy là 80 ngàn. Quá trời luôn cả nhà. Nè. Còn
chú giờ mà chú giờ trong cần nó còn một cái lớp dạng như lớp gân rồi nè, dai dai. Và cái cần này á là bên quán chỉ chụp vừa tới thôi, cho nên nó kiểu mà nó giòn mà mềm á nha, chứ không phải là kiểu mà cứng. Nhưng mà điểm đặc biệt thì nãy giờ này mình nhắc đi nhắc lại rất nhiều, đồ rất là tươi cả nhà, từ tôm cho tới cọc, từ cọc cho tới những cái sườn này kia rất là tươi luôn. Lúc đầu mình hỏi quán còn có bán mực hay không, quán nó là không có bán mực, nhưng bù lại là tôm và cọc là một trong những món mà làm sao xuyến lòng người á. Nói có sách mách có trứng, em phải mời anh Lộc một nhát thôi. Mời hả? Lỡ mời là còn không dám mời muỗng bự, mời một vài muỗng nhỏ nữa. Anh ơi, ngủ. Có tim không? Không, không có tim anh, ở đây chỉ có gan. Ủa miếng cật này đâu rồi? Để anh một miếng gan. À đây nè, chấm vô cho. À, dạ. Trời ơi, miếng xô không kìa. Tô này bao nhiêu anh? Tô này tô này 50 nha. 50. Đấy. Đây ở nhà, cô nặng tay luôn á. Wow. Mới ăn sao đây? Ăn cái sủi cảo trước. Sao vậy? Cầm lấy nét đó hả? Đây nè. Cái sủi cảo luộc mình luộc lên nó nở ra hơn cái sủi cảo chiên nữa. Ăn cắn hai ba ngoạm vẫn chưa hết. Nè, ăn như vậy mới là đúng cách nè anh Lộc. Trời, cái mùi rất là thơm luôn. Wow, thơm theo phong cách của người Hoa cả nhà. Lớp vỏ mềm tan, cái lớp cọc á, quán này cực dày. Sao bình thường những cái cọc ở chỗ khác nó mỏng lắm không? Dạ. Đây dày ghê luôn. Nhưng mà anh thấy cái độ mềm của nó không? Đúng rồi. Mà không bị hôi nha. Không bị hôi, cái sủi cảo này ngon ghê cả nhà ơi. Cái nhân của nó có cái mùi thơm đã được ướp luôn rồi, cả nhà phải đến ăn thôi, chứ mình diễn tả cả nhà cũng không hình dung ra được đâu. Đúng như Hùng nói, cái hủ tiếu anh chỉ cần hút vào thôi, nuốt luôn. Anh thấy không, chính vì cái sự mềm của nó cho nên em ăn rất là nhanh. Rồi bây giờ cái tô em nó đã phơi đi nè. Trời ơi, cái đĩa có xe lại cho khách ăn. Không liên quan, mình phải giúp con tôm tươi thôi. Đây. Rồi. Con tôm này em cầm và em thấy nó đô quá anh. Cầm mấy cái này nè. Cái đuôi của nó kìa Hùng. À, tôm sống rồi. À. Đuôi nở rồi. Đó, thấy không? Mình mà đến trễ thì làm sao mà... Trễ thì đâu. Sao đâu, mà có đâu, thời gian đâu, quay đâu. Được. À. Đây anh Lộc. Quá đông. Sống, ăn là để thưởng thức. Sao nào? Béo quá. Ủa cái đầu của con. Quá đã. Tôm chấp luôn luôn nha. Đặc xá. Đây lớp chả này nha. Đầy thôi. Wow. Mình còn tới 4 lần sướng nữa sao? Còn 4 miếng sủi cảo cả nhà ơi. Nhìn nó gần gũi quá. Không. Nếu mà sướng nước chưa đã thì hãy sướng chiên đi. Không quan tâm. Chấm ngon ghê á. Rồi, bây giờ mình vẫn còn năng lượng á, nên mình sẽ giúp nguyên cả. Mà không có để cái ta tới đây không? Không bị quá cay cả nhà. Sao tới đây tự làm rồi. Màu rất là đẹp luôn, tươi. Quán này anh em mình đi ngang qua rất là nhiều lần luôn cả nhà. Tại vì đi quay đây là trên tuyến đường mình đi nè. Thì chiều nào mình đi ngang qua mình cũng thấy rất đông. Ơi là đông luôn. Nhưng mà hôm nay trong cái sự đông đúc đó đã có sự hiện diện của anh em mình rồi. Anh em mình đã tới rồi các bạn ơi. Bạn nào khu vực quận 11 điểm danh nào? Anh em quận 11 ơi. Gì? Mình quên cái địa chỉ đầu clip á. Đây, bên đây là 85 thì bên đây là 83. 83 ok. Quần này là quần 11. Quần 11. À, cái đường này á, một bên là Tân Bình, một bên quần 11.
Khách Nam, Khách Nam quận 11, Khách Nam quận 11 ơi, quán này Khách Nam không thể bỏ qua được rồi. Anh chủ nói đúng á, phú cũng vậy, mì bên đây cũng ngon, cho nên em để dành em ăn phở, em ăn mì phụ được sao rồi, cứ ăn đi hết rồi mình chăm thêm còn gì để dành. Mì nhiều mà kìa, nó sâu quá trời, nó hay lắm. Rồi tốt, anh ăn đi nha. Thì chúng ta cũng có câu là gieo nhân nào thì gặt quả ấy mà. Trời ơi, đây ở bên dưới nó còn tiềm tàng quá nè, thịt đồ phèo nè, phèo kìa, giờ mới thấy luôn. Kiểu như cái tôi nó nhiều quá cho nên nó có một số món nó bị giấu đi. Sao sao à, bán buổi sáng. Dạ, dạ. Còn bên đây là ekip bán buổi tối thì mình quay clip mình giới thiệu luôn cả hai khung giờ mà, đúng ai rảnh bữa nào đi bữa đó. Hai anh em ruột mà, đúng không em? Hai anh em ruột phèo ngon thiệt luôn nha. Nấu xanh là anh, anh nấu xanh là anh đúng không? Em hả? À, còn anh này là anh. Còn chị áo vàng, à anh em này làm gì điều tra gia đình người ta dữ vậy? Điều tra để mình biết cái ekip bán á, sau đó nếu mà lỡ đông quá mình tới, mình chỉ cần nói một người trong ekip là biết mình rồi. Nói chung quán này là cũng có liếu anh em mình cho nên là cũng gọi là mình dễ gần gũi ha. Đúng rồi. Chứ mấy quán khác mình không có dám đâu. Nhưng mà có bạn vừa vào là bạn đã nhận ra rồi, nên mình cũng cảm giác là rất là cảm ơn bạn. Nên các bạn cũng ăn sủi cảo này kia bạn cũng ăn nhiều rồi, nên mà sủi cảo chiên á, phải mời sủi cảo chiên thôi. Em ăn miếng sủi cảo chiên, ăn miếng sủi cảo chiên. Đây ngày nào cũng ăn. Chờ. Ừ. Nếu mà một nhà ăn cái bị nghiện. Nếu mà nhà anh có quán thì chắc ngày nào cũng ăn. Việc mà bạn nói ngày nào cũng ăn cũng là chứng tỏ chất lượng của quán ăn cả nhà. Thì là người nhà người ăn nhà ăn luôn thì quán ăn rất là chất lượng luôn. Nhà hãy tìm tới và ủng hộ đi nào. Đây đây. Siêu phẩm, siêu phẩm. Em nghĩ ăn hết không em? Em nghĩ anh Hùng ăn hết không? Cần nổi cần nổi ok. Biết không? Có là cảm giác khô quá thì em sẽ sẵn sàng châm nước mà. Nước mãi đi. Nước nè. Anh sợ mấy quán khoáng không? Anh chỉ biết sao mình ăn đúng phần thôi. Tại vì đến một số quán họ bán nhiều hơn á thì sợ là khách đó người ta nói là bên đây một phần là như vậy mà sao đi đến ăn không có được vậy. Nên thường anh đến quán anh hay nói người ta làm đồng đều hết luôn. Anh Lộc ơi, tới đây á em chỉ muốn tách cái miếng tôm này ra để nhét vào trong đây để cho nó miếng tôm trong miếng sữa cả nó thiệt là to. Mới đầu cô này tưởng là hai người ăn à. Bố còn nói là hai người ăn sao hết. Trời ơi, khổ lắm. Bé khỏe bé ngoan rồi cô ơi. Tặng bông hồng, tặng bông hồng. Quán không có bông hồng, quán chỉ có đồ ăn thôi. Nhưng mà anh thắc mắc có Hùng và cũng hỏi em luôn, đố em tại sao cái nước lèo nó lại trong như vậy. Em nghĩ là bên quán sẽ thường xuyên vớt cái bán ra. Đúng rồi, có một cái rổ á, trong đó là anh sẽ có bọt á, anh sẽ vớt ra để làm cho cái nước dùng lúc nào nó cũng trong á. Nhưng mà ăn vào cảm giác cả nhà rất là ngọt luôn, ngọt từ xương mà kiểu như xương nấu á. Ớt nha. Đấy, cuốn cay. Cuốn cay ơi, chết đi. Bạn nào yêu cầu món hủ tiếu đâu rồi, món hủ tiếu người Hoa đâu rồi, hủ tiếu mà em vào nhận hàng đi. Trời ơi, em giỏi quá, anh sắp hết.
chung con đường này rất là nhiều quán ăn nên nhà Thái Hồ lựa chọn. Nhưng mà quán này mình theo như mình thấy á, cái giá tiền với lại cái chất lượng món ăn á, là ví dụ có một số quán á, cái món ăn có giá tiền nó món ăn ngon giá tiền nó cao, rồi có một số quán á món ăn không ngon giá tiền thấp, nhưng ở đây á thì mình thấy món ăn ngon mà giá tiền cũng rẻ. Hiểu vậy á, kiểu như là ngôi sao vậy á, ngôi sao trong trong làng trong đường Âu Cơ. Hay quá em ơi, giờ hết rồi con lửa đấy, chứ con tôm thôi. Thích một cái á là bên trong đầu nó có gạch béo lắm nè, nó chảy ra nè. Quán lột tôm cũng tâm lý ha, quán lột tôm vẫn chừa một cái phần đuôi á để cho mình cũng kịp chạm vào cái cảm giác mà tách tôm ra, để các bạn nam có thể thể hiện bản lĩnh đối với những người bạn nữ. Các bạn nam sẽ đút cho bạn nữ à, các bạn nam ơi, các bạn nữ sẽ đưa mình bên đây Hùng đút cho, còn các bạn nữ thì để mình đút nha. Ồ, ồ cũng ngon mà đầy hồng luôn, to lắm, quá bự quá bự. Có bạn nam nào muốn bên đây Hùng đút không? Nếu không trả lời rồi thì anh tự hiểu đi, anh cũng nói thêm nữa vậy. Các bạn nữ mình không những đút tôm mà mình còn sẽ đút qua thêm cái phần sủi cảo chiên nữa. Thôi độ tuổi từ 18 cho tới 24 đi. Em ngồi em coi ăn từ đầu đến cuối luôn cả nhà. Giống như coi truyền hình trực tiếp đúng không em? Này là coi trực tiếp luôn. Thường coi YouTube á, em có nghĩ là anh cắt clip xong rồi anh đổ bớt không? À, thì đúng rồi, cái đó là tâm lý của người xem. Anh hỏi để anh biết thôi chứ anh không có trách móc gì hết đó. Tại vì tâm lý người xem mà người ta đâu có nghĩ mình ăn hết đâu, người ta sẽ nghĩ mình cắt để bỏ. Nhưng mà nãy giờ là mà anh ăn đầu đến cuối luôn nè. Quán này đúng kiểu vừa lòng khách đến vừa lòng khách đi luôn á. Những người khách đến đây ăn mình thấy cũng lớn tuổi và giống như là khách quen nữa, quán cũng tỏ ra thân thiết. Em ăn này là em cũng trở thành khách quen rồi. Đúng rồi, khách này ăn vào là quán sẽ nhớ mà. Thì anh nghĩ đi, bình thường người ta đến ăn một lần thứ hai là có thể quán đã nhớ rồi, lần thứ ba, lần thứ tư chắc chắn là phải nhớ. Đúng rồi, nhưng em hôm nay em đến em ăn 4 lần rồi nè. 4 lần dùng một. Đúng rồi à, sẽ nhớ gấp 4 lần. Và nhớ thì không biết sao cho đỡ nhớ, tặng thêm phần nữa cho 5 phần. Nó hơi dư thừa. Gì? 4 phần đủ nhớ rồi, chắc chắn luôn. Chỉ muốn điểm nhấn em. Thôi thôi, còn 5 phần. Cái nào anh quay lại đi, anh ăn tô này là tặng thêm 5 phần nữa. Là em ăn món này luôn hả? Quán em luôn hả? Trời ơi, quán người nhà ăn luôn. Thôi mà để anh tranh thủ anh ăn nhanh để cho em được em ăn nha. Chỉ một phần á chị, là bạn muốn coi từ đầu tới cuối coi tụi em có ăn hết hay không. Bạn coi trên clip thì nhiều khi bạn sẽ nghĩ là có khúc này khúc kia, nhưng mà coi trực tiếp là bạn sẽ thấy nó hấp dẫn. Đi cả ngàn quán mà chị, ở Sài Gòn em đi ngàn quán. Em mập mà. Đó anh chủ nè. Đó không, tới giờ là quán làm cho mình một tô để ăn luôn nè. Anh chủ ơi, bây giờ đua được rồi đó, hai phần bằng nhau rồi. Đua lên chủ. Không, giờ đua em cũng không lại anh đâu. Thần tài rồi, thần tài tới rồi. Chia sẻ. Mày không bán cho vui hả?
Là tinh thần rồi đúng không? Bây giờ chờ có tiền nhiều làm gì còn lâu còn sao có được. Dạ. Cái gì thì cứ bắt. Giờ tao nói hai từ thôi nha. Hai từ. Ai bị cắm về đi. Đi sao đi đây giật cơm rồi nè. Ông nói gì chứ? Đi anh khẽ rồi đi em giờ nhắc tới đâu không? Dạ không biết. Giờ đến nha. Thì hiện thể đi trước mắt. Mà cái gì thì à, nhá. Hiện thể và thể hiện. Đó là nhá. Triết học. Dạ, các Marx rồi đúng không? Marx Lenin. Dạ. Cô ơi. Cô nuốt luôn con. Rửa hả? Ừ, để con rửa con giùm cho. Con nuốt, con nuốt. Con nuốt hết luôn hả? Hết luôn. Rửa luôn, giỏi vậy. Rồi, thôi. Gai nè. Đúng rồi. Gai nè sừng tâm. Rửa đụng rồi nha. Rồi. Còn nè. Rồi hết. Ok ok. Nước lèo luôn. Giờ cô rửa em con nha. Dạ. Cái mẹ. Đây có cái nào con rửa chưa? Dạ. Yeah. Rồi cảm ơn cô. Ai cái mẹ tay vậy? Mẹ tay á. Giờ bắt đầu khách vào đông rồi, khách vào đông rồi cả nhà ơi. Nó hoàn là nó hoàn bình thường hộp gì? Nay đến với quán cậu cái mì da. Một trong những quán mà anh em mình đã tính quay cũng lâu lắm rồi. Mà hôm nay có dịp là đi quay vào khung giờ sớm á. Ngay lúc quán vừa mới mở luôn, quán chưa có đông khách. Thì mình vào mình quay á nó sẽ dễ dàng hơn cả nhà. Và y như rằng đã được bên quán là có xem kênh và hỗ trợ anh em mình quay rất là nhiệt tình. Mình cũng xin cảm ơn quán rất là nhiều. Hôm nay mình đến quán thì cái cảm nhận mình thấy là quán tuy nhỏ nhưng mà bán đồ thì rất là đầu tư và vào cái chất lượng của món ăn rất là tươi. Cho đến những cái món mà nó thường hay xuất hiện như là cá viên á, nó cũng có một cái vị lạ chứ nó không có giống như những cái cá viên tôm thì rất là tươi nè. Có cả cầm, gan, miếng gan to, còn phèo ở đây thì ngon cực kỳ, mềm lắm. Không thể không kể đến đó chính là cái món sủi cảo. Món sủi cảo ở đây một miếng rất là to. Nếu như mà các bạn gọi một phần 40 ngàn á là sẽ có hai bát mì và 4 miếng sủi cảo và rau rồi cũng như là hành phi tóp mỡ này kia, bảo đảm ăn chất luôn. Còn nếu mà các bạn có phần 60 ngàn á, phần đặc biệt á, các bạn gọi của nó ra là như bên em gái này chia sẻ là no nê luôn. Thì hôm nay mình đến quán mình ăn 4 phần nhưng mà không ngờ là anh trai quá nhiệt tình. Dạ con cảm ơn cô. Bà này thấy không, nhiệt tình cho này còn mời thêm cái này nữa. Sủi cảo chiên 6 miếng 40 ngàn, cả nhà có thể trải nghiệm nha. Đó, thì anh trai đã làm cho mình 4 tô nhưng mà theo như mình thấy á, là lượng hủ tiếu mềm cũng như là mì anh đã thêm cho mình rồi. Cho nên khi mình ăn cái này nó quá sức của mình cả nhà. Mình phải ngồi bây giờ mình ngắt ngư luôn á. Mà không sao, cuối cùng thì mình đã hoàn thành. Một lần nữa xin được cảm ơn bên quán cũng như là các bạn xem clip đã ủng hộ anh em mình. Phải hát thôi. Cả nhà ta cùng yêu nhau xa là súp gần cũng súp luôn. Rồi hát xong ăn luôn đi. Em đâu có được gần em đâu. Đây thì anh em mình có cái fanpage trên Facebook. Nếu người yêu mến rồi muốn gặp nhà khách sự kiện mini game event, hãy like và cho fanpage ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả. Mọi người hãy đăng ký cho cả kênh Funny Hùng Vlog và kênh YouTube của Võ Siêu Lộc. Đừng quên TikTok của anh em mình là Funny Hùng 1116 và Võ Siêu Lộc. Và hai TikTok ngắn là Funny Hùng Võ Siêu Lộc và Võ Siêu Lộc Funny Hùng. Thì trong thời gian sắp tới, như các bạn có bất cứ thách nào hãy để lại bình luận comment, mình sẽ xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm tiếp cho các nhà cùng thất nha. Ok, xin chào các bạn.